Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Huy hiệu câu lạc bộ trong cuốn truyện Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Hố gì đây mà sâu thế nhỉ? Cứ như là nó đã dẫn đến tâm trái đất vậy. Hố gì vậy ta? Theo tớ, đây chắc chắn là cái hố do người lòng đất đào. Người lòng đất á? Đúng thế, họ sẽ bí mật lên đây qua lối này. Ha ha, người lòng đất. Cái gì chứ? Chuyện ngớ ngẩn thế cậu cũng nghĩ ra được à? Sao lại ngớ ngẩn? Dưới đó không có ánh sáng, nhiệt độ ở tâm trái đất lên. Nhiệt độ ở tâm trái đất lên tới mấy nghìn độ. Thử hỏi ai mà người sống nổi. Theo tớ đây chỉ là một cái giếng cũ thôi. Ồ, ra là vậy. Ôi trời ơi, chuyện ngớ ngẩn thế cậu cũng nghĩ ra được. Ê, ngay cả cậu cũng chế giễu tớ sao? Ừ, tớ ngớ ngẩn đấy. Ai thích thì cứ việc nhạo báng. Lại làm mình làm mẩy rồi. Đây là Micro và huy hiệu thành viên câu lạc bộ dị thuyết. Thế giới này mỗi người, mỗi ý, chẳng ai giống ai. Nhưng khi đeo huy hiệu này vào, mọi người sẽ có cùng một ý kiến. Mỗi người, mỗi ý nghĩa là sao? Ví dụ nhé, ai cũng biết rằng trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời, kể cả cậu đứng. Cậu đúng không nào? Nhưng ngày xưa người ta gọi đó là thuyết trái đất chuyển động và cho rằng giả thuyết này không đúng. Người thời ấy tin rằng trái đất là mặt phẳng và nằm trong một trung tâm vũ trụ. Tất cả mặt trời, mặt trăng và vô vàn tinh tú đều quay quanh trái đất. Họ gọi đó là thuyết mặt trời chuyển động. Alo, thuyết mặt trời chuyển động mới đúng. Bây giờ cậu đem huy hiệu vào rồi đi theo tớ thăm Thái Dương hệ nhé. Sao? Trời, sao lại? Chỉ những người đeo chiếc huy hiệu này, tức là thành viên của câu lạc bộ giả thuyết, các người sẽ thấy trái đất bằng phẳng và mặt trời đang chuyển động quay quanh trái đất. Ái nhìn kìa, con tàu kia sắp rơi xuống rồi. Đừng lo, thực ra trái đất vẫn là hình cầu đấy. Cậu thử bỏ huy hiệu ra mà xem. Ừ nhỉ, đại dương vẫn vậy. Cái huy hiệu này hay thật. Cậu thí dụ thêm cho tớ xem đi. Video của mình đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Huy hiệu câu lạc bộ trong cuốn truyện Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Hố gì đây mà sâu thế nhỉ? Cứ như là nó đã dẫn đến tâm trái đất vậy. Hố gì vậy ta? Theo tớ, đây chắc chắn là cái hố do người lòng đất đào. Người lòng đất á? Đúng thế, họ sẽ bí mật lên đây qua lối này. Ha ha, người lòng đất. Cái gì chứ? Chuyện ngớ ngẩn thế cậu cũng nghĩ ra được à? Sao lại ngớ ngẩn? Dưới đó không có ánh sáng, nhiệt độ ở tâm trái đất lên. Nhiệt độ ở tâm trái đất lên tới mấy nghìn độ. Thử hỏi ai mà người sống nổi. Theo tớ đây chỉ là một cái giếng cũ thôi. Ồ, ra là vậy. Ôi trời ơi, chuyện ngớ ngẩn thế cậu cũng nghĩ ra được. Ê, ngay cả cậu cũng chế giễu tớ sao? Ừ, tớ ngớ ngẩn đấy. Ai thích thì cứ việc nhạo báng. Lại làm mình làm mẩy rồi. Đây là Micro và huy hiệu thành viên câu lạc bộ dị thuyết. Thế giới này mỗi người, mỗi ý, chẳng ai giống ai. Nhưng khi đeo huy hiệu này vào, mọi người sẽ có cùng một ý kiến. Mỗi người, mỗi ý nghĩa là sao? Ví dụ nhé, ai cũng biết rằng trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời, kể cả cậu đứng. Cậu đúng không nào? Nhưng ngày xưa người ta gọi đó là thuyết trái đất chuyển động và cho rằng giả thuyết này không đúng. Người thời ấy tin rằng trái đất là mặt phẳng và nằm trong một trung tâm vũ trụ.
Tất cả mặt trời, mặt trăng và vô vàn tinh tú đều khoe quanh trái đất. Họ gọi đó là thuyết mặt trời chuyển động. Alo, thuyết mặt trời chuyển động mới đúng. Bây giờ cậu đem huy hiệu vào, rồi đi theo tớ thăm Thái Dương hệ nhé. Sao? Trời, sao lại? Chỉ những người đeo chiếc huy hiệu này, tức là thành viên của câu lạc bộ giả thuyết, các người sẽ thấy trái đất bằng phẳng và mặt trời đang chuyển động quay quanh trái đất. Ngoái nhìn kìa, con tàu kia sắp rơi xuống rồi. Đừng lo, thực ra trái đất vẫn là hình cầu đấy. Cậu thử bỏ huy hiệu ra mà xem. Ừ nhỉ, đại dương vẫn vậy. Cái huy hiệu này hay thật. Cậu thí dụ thêm cho tớ xem đi. Video của mình đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.